một dạ cúc cung thành tâm, một dạ cúc cung cung tịch thánh hoàng thập giáng lâm đạo đàn. Đền tiên hương thánh hoàng chấn ngự đức uy linh sáng tỏ nam thiên. Thành
giá hương trình cung lệ thường chung 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 thập tiết đông đông muôn dân bay đào kinh trong trong ơn trong thời học
pháp ni như
hoa chất quan hoàng mười đi thất bộ để bài thơ lý đỗ so kim cổ anh hùng bút pháp tinh anh tiểu nhập thân hoa khai quả kết xuân. Tây tiên quan hoàng mười vịnh bút đề thơ an trăm họ thiên hạ âu ca cổ thanh gió lay
manh, đưa đường hoàng tử lộ trình, lộ trình về tiến ni hương tay tiên chuông chén diệu đào nhất nhất quần quần sơ dâng lên điện ngọc để các con nâng vào là vào dâng vào sức quan hoàng người sơi các ngô dâng vào sức quan hoàng người sơi. Ngọc để các o dâng vào là vào dâng vào sức quan hoàng mười sơi các ngõ dâng vào sức quan hoàng mười sơi nhị a tam trung nhất nhất nhật sơ nhị tuần a ông hiên các ni rồi tam tuần trung trung dâng lên điện ngọc để các o nâng mơ làm mời nhi nâng nâng mời sức quan hoàng mười sơi các o nâng nâng mời là mời sức quan hoàng mười sơi. Hoa cỏ đẹp tốt tươi
chứ ai muốn lên tắm mình động thành rơi thì xa sự càng tới tiên hương
mà thuyền lại lơ lửng trên sông. Đưa câu mài đầy, đưa câu mài đầy mà chặt chặt lòng lòng
chứ vắng hoa vắng cả mùa xuân. Mà hoàng mười vì nước, vì non, vì đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuyên hoàng tương. Ông thương cho tranh đồng ngày ngày dầu ngân sáng xuyên. Đức danh ba miền cửa nhà xa sự bình bình yên. Dù trần gian đi khóc con vẫn vương mơ màng, vì thiên kế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Từ về đây đồng nghề sang bóng quý quán hoàng nghẹt ngây. Sau trước trần xa xem mai cũ duyên hoàng thường. Ông thương cho tranh đồng nghề ông còn nặng cân cao số. Đức danh ba miền cửa nhà ra sự bình bình yên. Cúi xin ông nhỏ phước cho tranh đồng nghề, cho tiếng ca cùng đàn, cho người trần thế chúng con bình bình an. Bốn phương nước non tay này bình yên, đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng nghe ngư đồng bóng nghe dương gian. Mới ai trong biển đảo lăng về đồng thì có ai bằng ông. Khi ông già năm dương đồng nghe đẹp dạng người sáng như hào quang.
vẫn vẫn du góc biển chân chân trời không không đâu không trang lịch sử bằng bằng nghề nơi tiên yên hương ông ngự đồng đồng bằng bằng nghề nơi tiên yên hương ông ngự đồng đồng bên dòng lá
suối mai sông xô đôi hàng xuôi về phương nam nghe thấy hoa nắng vàng hay về tiên hương nghe lễ ông quan hoàng xin dừng chèo làm ơn cho nhắn đi đây mấy lời ca hành nhi vân lưu thủy cao sang chúc chúng thanh hoàng mãi mãi đẹp hào nghe tiếng chuông vang nhi con thấy bóng quan hoàng loan ra nơi cung vàng mặc mặc áo choàng gấm theo hoa hoa tay tiên viết câu thơ thần nề cầm quạt mà bước chân nề ra ngày ngày bên đầu các nàng tiên nữ thứ thứ tha yêu kiều đàn dân nên cục nghĩ năm năm cùng dòng ngân níu lô anh vàng để lòng hoàng xiết bao mừng vui khi xa trốn dương gian rồi mà lòng con quên níu đầy vơi tiệc hôm nay vui quá đi thôi hát ca từng bừng buồn ơi đền tiên hương cảnh đẹp hoa tươi mây trời cũng ngừng nghỉ trôi non quan hoa về ô tang nhà
Gắng tu nhân mà thích
vang nghe sau này, vẻ vang nghe sau này. Như cây một tốt lá xanh cành đứng đó, như cây một tốt lá xanh cành tươi lan thật lan tốt chứ vun ni hồng thì hồng hồng tươi. Xa xôi nhích lại cho thế
em gần nghề. Một ngày đã là đệ tử thì cũng như con trong một ngôi nhà, cũng như con trong một
chờ che nào có xa gì. Trăm nghe năm hoàng tu đức đứng cũng bởi vì thương dân. Có rượu đao hoàng nhập nhưng chờ say. Có rượu đào hoàng nhấp nhấp nhưng chờ say. Vui cùng thế sự vai dây cho thỏa lòng. Bọc công lao nghe đắp niềm vun trồng. Tươi lan tươi lan tốt tốt chiếc vun nghi hồng. Tươi hồng tươi tập nghề gác đánh đời người. Chỉ ngàn ngàn có tập nghề gác gác tu nhân nhân mà tích 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 ắt được vẻ vang nghe sau này. Vẻ vang nghe sau này. Như cây muốn tốt lá xanh cành cành đó. Như cây muốn tốt lá xanh cành cành nhất nhất tâm tâm mà tu đức đức thì hoàng đế danh danh nhẹ phần phần nhẹ cho. Kẻ nào dạ hiểm mà lòng nghi xa nay. Kẻ nào dạ hiểm mà lòng gian đảo điên như cháo chở hoàng xóa cho tan nghi cho tan sạch lâu. Người ơi đừng nghề ngại chớ lo cõi tu như để dòng những khéo gió. Chiều có khi vây, tối có khi cả
đến sáng mai sẽ được đầy, đến sớm mai ông cho được mẹ đầy. Gió 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 g
thương thấy lòng xôn xa. Nghe danh thơm quan hoàng xin cúi đầu thắp một đi tuần đi nhà. Cầu xin quan hoàng ban cho phước nghi lớn, ban mắt buồn mây xuôi ngược néo đông đường tây. Bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày, dắt tay từng ngày. Gian nan khó nhọc phương mang, ai nhận tâm ni thanh hoàng ban, nương mong hoàng sẽ được bình bình an. Từ ngày tiên hương nghi cờ mở trong súng nghi cùng mình đón rước nghi, cùng mình đón rước thanh minh hoàng hậu trinh nghi cùng ra hồi cùng bắt bắt bao la đi thờ quan nghi bắt bắt đi bao la đền thờ quan hoàng bắc quốc hải hà lộc châu và hồi giá ngự trong sòng nghề vô ý nguyên dừa giá ngự trong sòng huyền tài chính riêng hồ trong lâu này cây xuống đi a tô lấy làm nhà xanh xanh xi măng vòng trong trong nghề ra cửa đề thanh hoa nghe cảnh là vô biên miệt đời vua minh minh mang nghề lập lập đền thờ cô mẫu thời ngựa chín tầng mây và hồi cùng lòng thành kính đi kêu cầu tâm nguyện ni cô sắp về ứng thiện tiền đường. Yeah.
chạy khi ra cao lát bi an tôi đến thác đồ do ngăn vì vũ tôi không nghe
lúc trời sáng giao trời
sườn tóc thể thân, trăm cái áo chít quần chân xì xô xì xô thanh tân tận ra sọc mương nghề sọc mỏi bao xa sọc mương nghề sọc mỏi dù cho năm núi về non cũng về tiên ương lăng một lời thề thương lòng cô chẳng nghĩa chê san về cánh nghi kia leo lét bỏ đèn cánh nghi khuya leo lét bỏ đèn về tiên hương để cho cô đôi lòng tương một lòng không sợ sớm ôm man nhàn nhân nhân nhi gian cứu sụp đào mù nhân nhân nhi gian
lên bàn cô hái bông hoa
bóng ban
Bên lầu
hoàng tung cánh về châu động thiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngọc.